Dịch là phương quảng, nói kinh văn chân lý phương chánh quảng đại. Trong kinh Niết Bàn có nói, đại thừa phương đẳng kinh điển, nghĩa lý rộng lớn. 10. A phủ đạt ma, dịch là vị đẳng hữu. Hoặc nói pháp quá khứ chư Phật chưa từng nói, hoặc nói pháp hiếm có. Giống như khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng sanh, thì liền đi 7 bước, hoa sen đỡ chân, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, thốt ra: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới nhân gian, mình ta tôn quý hơn hết. Đây tức là pháp hiếm có. 11. A Ba Đà Na, dịch là ví dụ. Dùng phương pháp ví dụ để nói rõ nghĩa lý kinh văn. Ví dụ tuy nhiên chẳng phải là chân lý, nhưng nói rõ được chân lý. 12. Yêu Ba Đề Xá, dịch là luận nghị. Nói đơn giản đó là thảo luận vấn đề. Có khi Đức Phật hỏi đệ tử đáp, có khi đệ tử hỏi Đức Phật đáp, hoặc Bồ Tát luận nghị với nhau trong bổn kinh phẩm vấn minh, tức là luận nghị. Đây là giải thích sơ lược về 12 bộ, còn gọi là 12 phần giáo. Nhớ một chúng hội cho đến bất khải thuyết chúng hội. Bồ Tát nghĩ nhớ lại pháp nghe ở trong một đại chúng hải hội chẳng quên mất, cho đến kinh văn của chư Phật nói ở trong nhiều bất khải thuyết đại chúng hải hội, từng câu đều nhớ rõ không quên. Đây là chúng hội vô tận. Nhớ diễn nói một pháp, cho đến diễn nói bất khả thuyết pháp. Nghĩ nhớ lại vì chúng sinh diễn nói nghĩa lý một pháp, cho đến diễn nói bất khả thuyết nghĩa lý, đều ghi nhớ không quên. Pháp môn niệm tạng, tức là nghe rộng nhớ nhiều. Đây là nói nghĩa vô tận. Nhớ một căn đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết căn đủ thứ tánh. Nghĩ nhớ lại căn tánh của một loại chúng sinh, ở trong một loại chúng sinh có đủ thứ căn tánh, cho đến đủ thứ căn tánh của nhiều loại chúng sinh, bất khả thuyết đều phân biệt được rõ ràng, nhớ được rõ ràng mà chẳng hỗn loạn. Đây là căn tánh vô tận. Nhớ một căn vô lượng đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh. Nghĩ nhớ lại một loại chúng sinh có vô lượng vô biên đủ thứ căn tánh, cho đến bất khả thuyết nhiều loại chúng sinh có vô lượng vô biên đủ thứ căn tánh, đều ghi nhớ không quên. Nhớ một phiền não đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh. Nghĩ nhớ lại một thứ phiền não có đủ thứ nhân tố sinh ra tánh phiền não, cho đến nhiều bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh phiền não, đều ghi nhớ không quên. Đây là sở trị vô tận. Nhớ một tam muội đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh. Nghĩ nhớ lại một thứ tam muội ở trong có đủ thứ tánh định, cho đến có nhiều bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh định, cũng đều nhớ rõ. Đây là năng trị vô tận. Ở trước là sở trị phiền não, đây là năng trị phiền não. Dùng nước tam muội trí bi để trị vô lượng phiền não trần xa. Niệm tạng này có 10 thứ. Đó là niệm vắng lặng, niệm thanh tịnh, niệm chẳng trược, niệm minh triệt, niệm lìa trần, niệm lìa đủ thứ trần, niệm lìa cấu, niệm quang diệu, niệm khả ái lạc, niệm không chướng ngại. Bồ Tát ở trong niệm tạng này có 10 thứ niệm. 1. Niệm vắng lặng, tức là yên lặng chẳng động, cảm mà tọa thông, tức cũng là vì tĩnh lự tương ưng. 2. Niệm thanh tịnh, một chút nhiễm ô cũng chẳng có, tức cũng là vì vô lậu đều chuyển. 3. Niệm chẳng trược, chẳng hỗn loạn, chẳng ô trược, tức cũng là vì tịnh tín. 4. Niệm minh triệt, quang minh thấu suốt giống như pha lê, tức cũng là vì biết rõ. 5. Niệm lìa trần, lìa khỏi đủ thứ trần lao vọng niệm, tức cũng là vì chẳng thủ lấy. 6. Niệm lìa đủ thứ trần, lìa khỏi hết thảy tất cả trần lao vọng niệm, tức cũng là vì lìa phân biệt. 7. Niệm lìa cấu, lìa khỏi tất cả niệm bụi trần nhiễm ô, tức cũng là vì lìa sự biết. 8. Niệm quang diệu, phóng trí huệ quang chiếu sáng tất cả, tức cũng là vì ban cho huệ. 9. Niệm khả ái lạc, niệm này rất đáng ưa thích, rất đáng vui, tức cũng là vì đủ các đức trên. 10. Niệm không chướng ngại, niệm vô sở chi chướng, tức cũng là vì lìa các ác trên. Bồ Tát trụ ở niệm này thì tất cả thế gian không thể nhiễu loạn, tất cả dị luận không thể biến động. Căn lành đời trước đều được thanh tịnh,
nơi các pháp thế gian không thể nhiễm trước, các ma ngoại đạo không thể phá hoại được, chuyển thân thọ sanh không quên mất, quá khứ, hiện tại, vị lai nói pháp vô tận, ở trong tất cả thế giới, đồng ở với chúng sinh, chưa từng lỗi lầm, và trong chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật chẳng có chướng ngại, chỗ tất cả chư Phật đều được gần gũi. Vị Bồ Tát này tu pháp mười niệm, khi tu niệm này thì hết thảy tất cả pháp thế gian chẳng có một pháp nào có thể nhiễu loạn tâm của ngài được. Tất cả dị luận của hết thảy thiên ma ngoại đạo không thể biến động tư tưởng của ngài được. Đủ thứ căn lành của ngài đã trồng trong quá khứ đều đắc được thành tịnh. Đối với tất cả pháp thế gian không có sự ô nhiễm và chấp trước. Tất cả chúng ma và ngoại đạo không cách chi phá hoại được Bồ Tát. Đời này thọ mạng hết, đến nơi khác thọ sinh, thì tất cả sự việc trong đời trước đều hoàn toàn nhớ hết, một chút cũng không quên. Trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, diễn nói diệu pháp chẳng cùng tận. Ở trong mười phương tất cả thế giới thị hiện thân chúng sinh và đồng ở với chúng sinh cùng nhau sinh hoạt. Tuy nhiên cùng ở, nhưng Bồ Tát đã lìa khỏi tham sân si, chẳng có mọi sự chấp trước, cho nên chẳng có lỗi lầm, giống như hoa sen mọc từ trong bùn mà chẳng nhiễm bùn. Bồ Tát hay vào pháp hội đạo tràng của tất cả chư Phật để làm ảnh hưởng chúng, giúp Phật hoằng pháp mà chẳng có chướng ngại. Tóm lại, muốn đi đến đạo tràng nào thì đến đạo tràng đó, tuyệt đối chẳng bị hạn chế. Ngài đến chỗ chư Phật trong mười phương để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự chư Phật, đó gọi là niệm tạng thứ 8 của Đại Bồ Tát. Pháp môn vừa nói ở trên tức là pháp môn niệm tạng thứ 8 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 9, trì tạng. Phật tử, thế nào là trì tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, gì gọi là trì tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát này thọ trì Tu Đa La của chư Phật nói, văn cầu nghĩa lý chẳng có quên mất, một đời thọ trì cho đến bất khả thuyết đời thọ trì. Vị Bồ Tát này tu trì tạng, ngài hay thọ trì tam tạng 12 bộ kinh điển của mười phương ba đời, tất cả chư Phật nói, văn tự ở trong kinh điển, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, ngài đều có thể đọc tụng lại hay biên chép. Nghĩa lý của mỗi câu kinh văn chẳng những thấu rõ triệt đề mà còn chẳng quên mất, lọt vào mắt thấy rồi thì vĩnh kiếp không quên. Bồ Tát một đời thọ trì pháp tạng này, tiếp tục cho đến bất khả thuyết, nhiều đời tương lai cũng vẫn thọ pháp tạng này mà vĩnh viễn không quên mất. Thọ trì một danh hiệu Phật cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật, vị Bồ Tát này thọ trì danh hiệu của một vị Phật chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhờ bất khả thuyết danh hiệu Phật cũng chẳng quên mất, thọ trì một kiếp số cho đến bất khả thuyết kiếp số, vị Bồ Tát này thọ trì một kiếp số chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhờ bất khả thuyết kiếp số cũng chẳng quên mất. Thọ trì một Phật thọ ký cho đến bất khả thuyết Phật thọ ký. Vị Bồ Tát này thọ trì một vị Phật thọ ký biệt hiệu cho những Bồ Tát khác chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết vị Phật thọ ký biệt hiệu cho những Bồ Tát khác cũng chẳng quên mất. Thọ trì một Tu Đa La cho đến bất khả thuyết Tu Đa La. Vị Bồ Tát này thọ trì một bộ kinh điển cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết bộ kinh điển cũng chẳng quên mất. Thọ trì một chúng hội cho đến bất khả thuyết chúng hội. Vị Bồ Tát này thọ trì một chúng hội đạo tràng cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết chúng hội đạo tràng cũng chẳng quên mất. Thọ trì diễn nói một pháp cho đến diễn nói bất khả thuyết pháp. Vị Bồ Tát này thọ trì diễn nói một pháp cho đến thọ trì diễn nói nhiều bất khả thuyết pháp cũng chẳng quên mất. Thọ trì một căn vô lượng đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh. Vị Bồ Tát này thọ trì một loại chúng sinh vô lượng đủ thứ căn tánh cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết loại chúng sinh vô lượng đủ thứ căn tánh cũng chẳng quên mất. Thọ trì một phiền não đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh. Vị Bồ Tát này thọ trì đối trị một thứ phiền não đủ thứ tánh cho đến thọ trì đối trị nhiều bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh cũng chẳng quên mất. Thọ trì một tam muội đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh.
Vị Bồ Tát này thọ trì một thứ tam muội đủ thứ tánh, đối trị đủ thứ phiền não, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết định lực, để đối trị bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, cũng chẳng quên mất. Phật tử, trì tạng này vô biên, khó viên mãn được, khó đến được tột đáy, khó được gần gũi, không thể chế phục, vô lượng vô tận, đủ oai lực lớn, là cảnh giới của Phật, chỉ có Phật mới thấu rõ được. Các vị đệ tử của Phật, pháp môn trì tạng này chẳng có bờ mé, không dễ gì tu pháp môn trì tạng này được viên mãn. Vì không thể tu hành viên mãn, cho nên không thể đạt đến chỗ rốt ráo của trì tạng được, cũng không thể hiểu biết triệt đề được. Pháp này không dễ gì tu, phải thời khắc niệm niệm không quên, thọ trì không quên. Càng không dễ gì tu pháp này, thì pháp này càng khó viên mãn, không viên mãn, cho đến không biết được tột đáy của nó, cũng chẳng dễ gì gần gũi. Tu hành pháp này thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, không cách chi chế phục được. Pháp môn trì tạng này chẳng có số lượng, chẳng có cùng tận, lại đầy đủ oai lực rộng lớn. Đây là cảnh giới của Phật, chỉ có Phật mới thấu hiểu được, dù Bồ Tát cũng không thể hiểu biết cảnh giới này. Đó gọi là trì tạng thứ 9 của Đại Bồ Tát. Pháp môn vừa nói ở trên là pháp môn trì tạng thứ 9 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 10, biện tạng. Phật tử, thế nào là biện tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì gọi là biện tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát này có trí huệ thâm sâu, biết rõ thật tướng, rộng vì chúng sinh dễ nói các pháp, chẳng trái với kinh điển của tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát này tu biện tạng, Ngài có trí huệ bát nhã thâm sâu, biết rõ được lý thể của các pháp thật tướng, dùng đủ thứ nhân duyên, đủ thứ ví dụ, đủ thứ giải thuyết, rộng vì tất cả chúng sinh dễ nói đạo lý của các pháp thật tướng, nhưng cũng chẳng trái với kinh điển của chư Phật nói. Nghĩa lý nói ra hoàn toàn hợp với tâm Phật, chẳng có chỗ nào tư hào trái ngược. Nói pháp một phẩm, cho đến bất khả thuyết phẩm pháp. Nói một danh hiệu Phật, cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật. Như vậy nói một thế giới, nói một Phật thọ ký, nói một tu đa la, nói một chúng hội, nói diễn một pháp, nói một căn vô lượng đủ thứ tánh, nói một phiền não vô lượng đủ thứ tánh, nói một tam muội vô lượng đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết tam muội vô lượng đủ thứ tánh. Vị Bồ Tát này nói pháp một phẩm, cho đến nói bất khả thuyết nhiều phẩm pháp, nói danh hiệu của một vị Phật, cho đến nói bất khả thuyết nhiều danh hiệu Phật, giống như nói pháp, nói một thế giới, nói một vị thọ ký, nói một bộ kinh, nói một chúng hội, nói diễn pháp một thánh giáo, nói một loại chúng sinh vô lượng đủ thứ tánh, nói một thứ phiền não có vô lượng đủ thứ tánh, nói một thứ định có vô lượng đủ thứ tánh, cho nên nói bất khả thuyết định vô lượng đủ thứ tánh. Đây là đạo lý dùng một diễn nói nhiều, dùng nhiều quy về một. Do đó, một làm vô lượng làm một. Bồ Tát có trí huệ biện tài như vậy, cho nên đến để vì chúng sinh nói pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật đạo. Hoặc một ngày diễn nói, hoặc nửa tháng, một tháng diễn nói, hoặc trăm năm, ngàn trăm năm